Chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học chuyển soạn fingerstyle cơ bản. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển soạn một đoạn nhạc được viết ở nhịp 2/4. Và chúng ta sẽ bắt đầu chuyển soạn theo 3 bước. Bước thứ nhất, xác định cách đệm cho bài nhạc. Bây giờ mình sẽ mở đoạn nhạc này để chúng ta cùng nghe và lựa chọn cách đệm phù hợp. Ok, và đoạn nhạc của chúng ta thì có tốc độ chậm và cái đoạn nhạc này được viết ở nhịp 2/4. Cho nên chúng ta sẽ có một cái mẫu đệm cho thể loại nhạc ballad như sau. Đó, ok, như vậy là chúng ta đã xong bước số 1. Tiếp theo là bước số 2, viết nốt bát. Nốt bát thì chúng ta sẽ viết ở voi 2. Ở đây chúng ta có là son, Re, Mi, Si, Đô, Son, La, Re. Ở đây sẽ là Son, La, Re, Son. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành bước số 2. Tiếp theo là bước số 3, thêm nốt đệm. Thêm nốt đệm thì chúng ta sẽ có hai thao tác. Thao tác thứ nhất, xác định vị trí thêm nốt đệm. Ở đây các bạn thấy là mẫu đệm của chúng ta thì có tiết tấu là nốt móc đơn. Đó, như vậy ở cái phần giai điệu này, chỗ nào mà chúng ta có giai điệu, nốt giai điệu là nốt móc đơn hoặc là nốt móc kép thì các bạn sẽ giữ nguyên. Đó. Còn chỗ nào mà có cái nốt giai điệu có giá trị trường độ lớn hơn giá trị trường độ của nốt móc đơn thì chúng ta sẽ tách nó, đưa nó về cái nốt móc đơn. À, nó cũng tương tự như những bài học trước. Như vậy thì ở đây chúng ta ô nhịp thứ nhất này, có nốt son, đây là nốt đen chấm dôi, thì nó sẽ bằng 3 nốt móc đơn. Mình sẽ tách ra thành 3 nốt móc đơn. Và ở đây thì mình chưa biết là thêm nốt gì, cho nên là mình sẽ để là 2 dấu lặng đơn. Tương tự như vậy, ở bên ô nhịp số 2 thì chúng ta cũng sẽ tách ra 2 nốt móc đơn. Ô nhịp số 3 có nốt son, chúng ta tách ra thành 2 móc đơn. Bên đây cũng 2 móc đơn. Ô nhịp số 5, đây là đen chấm dôi, thì mình sẽ tách thành 3 nốt móc đơn. Đó, 3 nốt móc đơn. Bên đây sẽ là 2 móc đơn này. Ở đây cũng 2 móc đơn. Ô nhịp số 7 thì chúng ta giữ nguyên. Ô nhịp số 8, nốt trắng thì mình sẽ tách thành 4 nốt móc đơn. Ô nhịp số 9, nốt rê chúng ta tách thành 2 móc đơn. Số 10 là chúng ta giữ nguyên này. Ô nhịp số 11 tách ra thành 2 móc đơn này. Nốt la cũng tách ra. Và ở đây chúng ta có nốt son là nốt trắng này, thì chúng ta sẽ tách thành 4 nốt móc đơn. Đó, như vậy là mình đã xong cái thao tác thứ nhất, đó là xác định vị trí thêm nốt đệm. Có nghĩa là giờ chúng ta sẽ thêm nốt đệm vào những cái chỗ mà có dấu lặng đơn đây.
Và mình sẽ giãn cái ô nhịp ra để cho nó dễ nhìn ha. Rồi, ok. Và tiếp theo của chúng ta là thao tác thứ hai, thêm nốt đệm dựa vào cấu tạo hợp âm. Thế thì trước khi mà chúng ta thêm nốt đệm á, thì mình có một cái lưu ý với các bạn. Cái đoạn nhạc này của chúng ta này thì cái tính chất của nó là nhẹ nhàng, tình cảm. Đó. Vậy thì nếu mà chúng ta đánh liên tục, tức là chúng ta đánh giai điệu được các nốt đệm nó cứ liên tục thay phiên nhau vang lên như vậy thì nó sẽ thiếu sự lắng đọng, thiếu cái sự nhẹ nhàng của bài nhạc. Đó, tức là lúc nào âm thanh nó cũng cứ thay nhau nó vang lên y như kiểu là nó hơi máy móc quá. Thì để mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề này thì mình sẽ giãn cái tiết tấu nó ra. Đó. Cụ thể là như sau. Hai ô nhịp thì mình sẽ có một cái sự thay đổi tiết tấu. Ở đây ô nhịp số 1 này và ô nhịp số 2 thì thay vì là mình để là nốt re móc đơn và mình thêm một cái nốt đệm ở đây thì mình sẽ giữ nguyên là nốt re đen và mình xóa nốt đệm đi. Đấy, như vậy thì cái phách số 2 này chúng ta chỉ đánh ở nốt re này thôi. Thì khi mà chúng ta chơi đàn thì cảm giác nó sẽ tạo được cái sự lắng đọng ở đây. Đấy. Tương tự như vậy, ô nhịp số 3 và ô nhịp số 4. Đó, ô nhịp số 3 và số 4. Thì cái nốt re này mình cũng đưa nó về nốt đen và mình xóa cái lặng đơn đi. Ô nhịp số 5 và ô nhịp số 6. Tức là cứ hai ô nhịp thì chúng ta sẽ lặp lại cái thao tác đó nha các bạn. Ô số 5 và ô số 6 thì ở đây phách số 2 của ô 6 này mình sẽ giữ nguyên là nốt si đen này, còn đây là mình xóa cái nốt cái dấu lặng đơn đi. Đó. Tiếp đến là ô nhịp số 7 và ô nhịp số 8. Ô nhịp số 8 thì ở đây này, cái vị trí phách số 2 này mình sẽ đưa nó về thành lặng đen, tức là mình sẽ thêm nốt đệm vào đây và cái giá trị trường độ của nó là nốt đen. Còn cái lặng đơn mình xóa đi. Đó. Ô nhịp số 9 và ô nhịp số 10. Các bạn thấy là ô nhịp số 10 của chúng ta thì cái giai điệu của nó là móc đơn rồi ha, chúng ta không sửa được nữa nên là ô nhịp này chúng ta giữ nguyên. Ô nhịp số 11 và ô nhịp số 12. Ô nhịp số 12 của chúng ta là ô nhịp kết thúc rồi đúng không? Thì ô nhịp số 11 này mình sẽ chuyển hai cái nốt này về thành hai nốt đen. Nó cũng tương tự như những cái bài học trước mà chúng ta đã gặp đó. Đó, à, thì mình sẽ lắng đọng ở đây một xíu. Rồi sau đó là qua ô nhịp số 12 là cái nốt kết thúc là nốt son. Thì mình sẽ có cách giải quyết là mình rải cái nốt đệm chẳng hạn. Đó, và cuối cùng là mình thêm một cái ô nhịp kết thúc ở đây. Đó ha, ý tưởng của chúng ta thì nó sẽ là vậy. Và bây giờ thì bắt đầu chúng ta tiến hành là thêm nốt đệm. Ô nhịp số 1 thì mình sẽ tiến hành thêm nốt son và nốt si. Chỗ này thì mình sẽ đưa nó lên. Đó. Tiếp theo là ô nhịp số 2 là mình sẽ thêm nốt la. Ô nhịp số 3 nốt son. Ô nhịp số 4 là mình thêm nốt là. Ô nhịp số 4 của chúng ta là hợp âm C thứ 7 này. Đây các bạn chú ý nhé, hợp âm C thứ 7. Là trong hợp âm C thứ 7 thì có nốt la này. Đấy, nên là ở đây thì mình sử dụng nốt la và mình sẽ sử dụng cái thế tay này. Tiếp đến là ô nhịp số 5 thì chúng ta sẽ có là nốt mi và nốt son. Ô nhịp số 6 là mình thêm nốt re. Ô nhịp số 7 chúng ta giữ nguyên. Ô nhịp số 8 thì mình sẽ tiến hành là thêm nốt đô và nốt pha. Tiếp theo là ô nhịp số 9 thì mình sẽ thêm nốt re.
Ô nhịp số 10 chúng ta giữ nguyên. Ô nhịp số 11 thì lúc nãy là đã thống nhất là chúng ta sẽ để hai nốt đen để nó tạo cái sự lắng động ở đây. Và ô nhịp số 12 thì chúng ta có thể tiến hành là rải nốt đệm giống như những bài học trước. Đó, các bạn có thể rải các cái nốt đệm ở đây, ví dụ như là re, si, son chẳng hạn. Đó, chúng ta có thể rải nốt đệm. Hoặc chúng ta sẽ có một cách giải quyết khác. Đó là mình sẽ sử dụng hợp âm sus 4. Đó, hợp âm sus 4. Hợp âm sus 4 của chúng ta ở đây là son sus 4 này thì sẽ có cấu tạo là son, do, re. Hợp âm này thì các bạn sử dụng cho cái phần kết rất là hay. Đó, đây là một cái cách mà chúng ta kết nha, dùng hợp âm sus 4. Ở đây thì ô nhịp số 13 mình sẽ thêm hợp âm son vào đây này. Đó, ô nhịp số 13 là mình sẽ để nó hợp âm son để kết thúc này. Ô nhịp số 12. Đó, ở đây thì mình sẽ thêm hợp âm sus 4 vào cái ô nhịp số 12 này. Như vậy thì phách số 1 là mình để hợp âm son trưởng và phách số 2 thì mình sẽ để hợp âm son sus 4. Hợp âm son sus 4 của chúng ta, đó. Nó sẽ như thế này. Và nếu như mà chúng ta chỉ rải hợp âm một cách bình thường á thì các bạn có thể viết như sau. Ở đây thì mình sẽ thêm nốt đệm là nốt re này, đó, qua đây nốt re. Đấy, và chúng ta kết thúc ở son trưởng. Đó, như thế này. Bây giờ mình sẽ mở để các bạn nghe thử này. Cái âm thanh của nó khi mà chúng ta dùng sus 4 là nó có cái nốt đô này, son sus 4 này có nốt đô. Đấy ha, thì cái cảm giác kết của nó rất là hay. Các bạn có thể sử dụng cách này. Hoặc nếu như chúng ta không rải hợp âm bình thường thì còn một cách khác mình rất hay sử dụng, đó là chúng ta sẽ viết cho nó một cái câu kết luôn. À, một cái câu kết tức là nó mang tính chất giai điệu luôn. Thì ở đây cái câu kết của mình thì sẽ là ở chỗ này thì mình sẽ tiến hành là đưa vào đây là nốt la này. Ở đây mình xóa nốt son đi. Nốt la, và khi về hợp âm son trưởng thì mình sẽ kết thúc vào là nốt si. Đấy ha. Thì các bạn nghe nó sẽ như thế này. Nó cũng giống với lại lúc nãy nhưng mà chúng ta thêm cái nốt la vào đây thì cái tính giai điệu nó sẽ rõ ràng hơn. Ha, đấy là một cái cách kết mà mình rất hay dùng để chia sẻ với các bạn ở trong bài học này. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong ô nhịp số 12. Và quay trở lại ô nhịp số 11. À, ô nhịp số 11 của chúng ta thì nó chỉ có hai nốt đen thôi và một cái nốt bát. Đó, nốt bát ở đây. Thế thì chúng ta sẽ tiến hành thêm một cái nốt bát nữa để cái cảm giác nó được đầy hơn về cái mặt âm thanh. Đó là ở đây. Nốt bát re này thì mình sẽ sửa thành nốt đen. Và mình sẽ thêm một cái nốt pha thăng vào đây. Đó. Thì cái nốt pha thăng này á, nó cũng tương tự như những bài học trước mà chúng ta đã học. Thứ nhất á, trong hợp âm re trưởng thì cái nốt pha thăng này nó có ở trong hợp âm re trưởng. Và nó được dùng ở đây với cái vai trò là cái bát đảo của hợp âm re trưởng. Đó. Và cái thứ hai là trong giọng son trưởng thì nốt pha thăng là nốt bậc 7. Nó là nốt cảm âm và nó có cái sức hút rất là mạnh về cái nốt chủ âm, đó là nốt son. Đấy ha. Nên là mình sẽ sử dụng pha thăng ở đây. Nó tương tự như những bài học trước mà chúng ta đã học. Các bạn có thể nghe lại cái đoạn này ha. Và ô nhịp số 13 thì chúng ta có thể thêm cái kỹ thuật rải dây vào đây. Đó, kết cho nó nghe nó lắng động xíu ha. Ok.
Ok, như vậy là mình đã chuyển soạn xong cái đoạn nhạc này. Và bây giờ thì mình sẽ thực hành lại cái bài chuyển soạn này để các bạn theo dõi. Nội dung của bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học kế tiếp. Xin chào.